Ê, cẩn thận nó phóng mực vào mặt đi nhá. Nó phóng phát ra đầy mặt luôn đấy. Rồi thì phóng này kìa, dính tại kìa. Đây, sản phẩm của cái đăng này hôm nay nó được như đây, khoảng cỡ chục ký các bạn. Báo đăng là gì? Báo đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy, không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên ngoài biển vào, nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá, có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc, còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Cô Bất Đốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở một cái dàn đăng, đây là dàn đăng vị trí đăng số 3. Thì sau khi đi tất cả các đăng ở trên kia xuống thì bây giờ mình xuống cái dàn đăng này là dàn đăng nước rút gọi là trễ nhất thì bắt cuối cùng để xem cái đăng này hôm nay có nhiều cá hay không. Chứ hầu như các đăng ở trên kia hôm nay là đều được ít cá, đăng nào hầu như cũng được ít cá. Nó theo con nước thì và hướng gió đấy các bạn, nói chung là nó cũng tùy duyên, tùy hên xui theo ngày thôi. Con nước hôm nay thì khá là đẹp nhưng mà hướng gió thì không biết là có ổn hay không, nhưng mà thấy cá thì khá là ít. Thì để vào trong này quay cho các bạn xem cái đăng này thì như thế nào. Rồi, xin chào nhà mình. Đúng rồi. Sao, có con gì không? Sao vậy? Vô xử đi. Có cá đuối hả? Có cá đuối nên là nếu mà các bạn không mang dép thì rất là nguy hiểm. Cá đuối này đúng rồi, cá đuối ghim. Cứ kiếm hết đi xem mà có con nào ấy không thì xong rồi. Có nhưng mà khó quá lắm, nhặt lắm. Khó hở được quay thôi. Đằng này thì cũng hay bắt được ghẹ với mực nên là các bạn. Mùa này đang là mùa của mực nang cũng khá là nhiều nên là các bạn cứ để ý sát lưới là sẽ thấy được những con mực nang nó khá là to đó. Nó còn chưa muốn vô đấy. Ê, thanh niên. Đi vô. Đi vô. Ê, cẩn thận nó phóng mực vào mặt đi nha. Nó phóng phát ra đầy mặt luôn đấy. Rồi thì phóng này kìa, dính tại kìa. Nó mà đưa xuống nước cái mà hút nước vào là nó nhả mực ra. À, đưa mặt đi, đưa mặt đi. Rồi nó phẹt cho cái này đầy mặt. Bên kia là chốc nó kiểm tra bên kia xem là có mực bên đó. Chà. Nè anh đi đâu mà xài gì? Bây giờ. Ghẹ giống bị óp vậy. Hai tay luôn. Dạ. Ghẹ lột. Ghẹ lột. Như vậy. Sợ. Đâu có cầm. Rỡ luôn. Nó tháo khớp luôn. Nó con gì? Mực hả? Sứa hả? Ghẹ nhỏ. Vậy là cũng sứa hay gì? Mấy ghẹ đá nhỏ. Sứa có dám làm chiên giòn không? Bên này xem bên này xem có sản phẩm gì giá trị. Kéo đầu ra.
à, mấy con cá măng á. Mày bắt bên mày đi à. Rút cái đầu ra bên em á. Ừ. Kéo mạnh qua, kéo mạnh tay, cứ mạnh tay em đừng sợ nó đau. Cứ mạnh tay ra là nó phải ra. Con đó là nó phải vậy đấy. Có một đàn cá măng đấy, em đùa nó vào góc. Cái lưới của ta. Cái lưới của ta có cá rồi đó. Hay quá, dở lên. Rồi, nguyên cái vợt. Rồi, một con. Con này đúng nào nó bị quáng rồi. Sao bắt được quầy vậy? Cả đối. Lịch gánh tìm cọc được. Ừ. Ông Ngọc gánh, anh không biết gánh. Bắt thêm con xíu chở mày ra ngoài chợ rồi bắt rồi. Bắt xuống rồi để lên thân. Em đi kéo lên đưa cho. Cá đối, cá đối. Thành phần chính của cái đang là cá đối này nhiều. Mùa này cá đối nhiều. Cá đối thì nó chỉ có một nằm xương ở giữa thôi, ăn nó cũng khá là nhiều thịt. Đấy, mình gỡ dính cả đàn lên, cá măng rồi. Còn cá này bự. Ừ, cá bự ghê luôn á. Này cá măng. Đâu rồi phát. Cú. Con măng nó dãy là rách cái lưới luôn. Chạy rồi hả? Không phát được đâu. Con măng nó chạy loạn xạ, nó dối. Cái măng cục đầy. Bên đó còn con, lên dở con góc đó. Bên đó đâu dở. Bà mày nghĩ sao tao dở? Em đừng gỡ con đấy nha, con đó là nó gai nhiều lắm. Còn đấy xuống nè. Ừ. Còn đấy cá canh á, nó có gai ghê lắm. Mà tầm tối này ta lại phải thức tao hỏng nè. Cứ gỡ mạnh tay lên. Mạnh tay lên thì mới được. Gỡ cá lưới là cứ mạnh tay lên, nó phải rách lưới đó. Có đào xíu xích dầu nó. Cái cá này đó đâu đâm đâu. Cá đối không đâm. Ừ, cá đối không có đâm mà còn cá kia kìa. Cá này bị chuồng này khá là nhiều. Đột nhí nhỏ mà chết rồi kìa. Đi rồi, đi luôn rồi. Đấy đưa gỡ kim quát nữa. Nói báo thì tự ái á. Nó đau, gỡ hai ba lần nữa. Đấy, cô ra kìa. Nó vào vô lưới rồi. Đâu cô vừa à. Dèo luôn, cái đối quá trời. Cái mồi ba cô gái. Ừ. Trời kệ luôn. Cái mồi sao vú không? Ừ. Mồi tích. Gỡ cá cũng là một nghệ thuật đấy. Đấy, cá đối, con đấy to đấy. Còn đó có trứng nên cá đối, đối trứng đấy. Sau một hồi cầm suy nghĩ thì anh cũng phải buông. Đây, sản phẩm của cái đăng này hôm nay bán được như đây khoảng cỡ chục ký các bạn. Chục ký. Chục ký không anh? Chục ký không? Đó, bấm đây. Sản phẩm chục ký. Vô đi. Rồi, mình đứng ở đây. Con vợ qua đây. Con trà đã đứng mới đủ ha. Không, tim nhà vật chất thôi. Rồi, cảm ơn các bạn buổi bao đăng hôm nay.
của chúng ta bắt được như đây khoảng cỡ chục ký cá. Nói chung là phải răng lưới còn nước nên là nó hơi khó bắt một chút xíu. Như đây là đủ mồi rồi đúng không? Rồi, giờ mình lên hình rất là đẹp. Tuyệt vời. Ngày bắt lên con chiên ăn được một con là cứ dở cái chảy ra ly rượu rồi chết chết. Yeah.